Lỡ làm ngã tivi, bé gái cố gắng đứng đỡ, quyết không buông tay cho anh trai chạy đi gọi mẹ. Theo clip, hai anh em đang chơi trên kệ tủ. Do bất cẩn nên bé gái đã làm rơi tivi, khiến cho hai anh em và ai nấy xem video đều hú hồn hú vía. May mắn sao cô bé dù rất nhỏ nhưng đã nhanh tay đỡ được chiếc màn hình nặng ấy để cho anh trai chạy vào trong gọi mẹ, dù nghe tiếng mẹ hét từ xa. Nhưng cô bé vẫn rất bình tĩnh, cố gắng giữ bằng được hiện trường cho đến khi mẹ ra phụ một tay. Một pha thoát tim và xử lý nhanh nhạy của bé gái đã khiến cộng đồng mạng khen không ngớt lời, cho rằng người lớn nghe thấy tiếng hét của bà mẹ còn phải giật mình. Vậy mà bé vẫn giữ được tâm lý rất tốt để không có thiệt hại xảy ra. Đúng là quá đỉnh. Một số bình luận của dân mạng để lại như sau: ông anh nỡ lòng nào để em gái đỡ vậy? Có đứa con gái quá xứng đáng. Bé gái kiểu, cháu đã quá quen thuộc với giọng nói ấy. Giữ được bình tĩnh trước áp lực của bà mẹ yêu. Quá bản lĩnh và rất có trách nhiệm. 10 điểm cho con gái. Bên cạnh đó, có người còn chia sẻ rằng tánh mình cũng hay nóng lắm, hay la con. Nhưng khi xem clip này, mình sẽ không như vậy nữa. Con còn nhỏ, lỡ chuyện gì mà còn la nó thì tội lắm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.